Bây giờ thì tôi muốn trả lời một câu hỏi mà tôi nhận được cũng khá nhiều trong thời gian mấy ngày qua đó chính là làm sao để nhận đồng Spark Token ở trên sàn Binance thì cũng rất đơn giản các bạn thấy được là sàn Binance.com đó nghĩa là sàn Binance quốc tế nó là sẽ hỗ trợ cái airdrop Spark Token thì những người nào mà đang sử dụng đồng XRP đang lưu trữ đồng XRP thì nếu như mà các bạn muốn có được những đồng Spark Token miễn phí thì các bạn có thể là gửi đồng XRP của mình lên trên sàn Binance trước ngày 11 tây tháng 12 thì các bạn sẽ nhận được đồng Spark Token khi bạn không cần làm gì hết chỉ cần gửi lên đó mà thôi để cho sàn Binance có thể là lấy cái snapshot như là chụp lại những người nào mà đang lưu trữ đồng XRP trên sàn Binance vào lúc ngày 11 tây tháng 12 vào lúc là 10 giờ tối giờ UTC họ sẽ làm điều này cho nên các bạn cần phải gửi lên trước ngày 11 tây tháng 12 để có được cái cơ hội nhận được đồng Spark Token miễn phí trên sàn Binance.com thì cái thông tin mà chúng ta mới vừa nói tới đó chính là thông tin liên quan tới sàn Binance.com Có nghĩa là cái sàn Binance ở quốc tế Thì sàn Binance US Hoa Kỳ thì như thế nào Thì các bạn thấy là thông tin mới nhất mà thường nhận được đó chính là sàn Binance US cũng sẽ hỗ trợ cái token airdrop này của XRP Thì những mà nào mà sử dụng sàn Binance US hay như nào mà chưa sử dụng thì có thể tham gia bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này thì các bạn có thể gửi đồng XRP lên trên sàn Binance US thì mỗi một đồng XRP các bạn gửi lên phải gửi ít nhất là 10 đồng XRP nhưng mà mỗi một đồng XRP thì các bạn sẽ nhận được một đồng Spark token khi mà hard diễn ra thì các bạn thấy được là khi mà hard diễn ra thì các bạn muốn nhận được cái đồng XRP airdrop nghĩa là đồng Spark token đó thì đồng Spark token của Flare Network sẽ airdrop những người nào mà lưu chữ XRP nhưng mà các bạn phải gửi lên trên sàn Binance US là gửi lên trước ngày 11 tây tháng 12 năm 2020 và phải gửi lên trước 4 giờ chiều giờ Cali hay là 7 giờ tối giờ ở New York các bạn phải gửi lên trước cái thời gian này để có thể là được nhận những đồng smart Token thì có thể đây là sẽ có lựa chọn tốt nhất cho Thuận tại vì Thuận sống Hoa Kỳ cho nên Binance.US sẽ là cái lựa chọn của Thuận khi mà Thuận gửi đồng XRP lên để được nhận những đồng smart Token miễn phí Coinbase sẽ cũng chưa có thông tin là sẽ hỗ trợ cái Airdrop token Spark này Đây là một cái token mà dùng để kết nối với mạng lưới của Ethereum Những người nào mà lưu trữ XRP thì sẽ có cơ hội nhận được đồng Spark này Thì nhiều bạn hỏi thuận là bây giờ có nên mua đồng XRP để nhận đồng Spark miễn phí hay là không Thì câu trả lời của thuận từ trước tới bây giờ là nếu như các bạn muốn tham gia vào nhận được những cái airdrop Hay là các bạn muốn tham gia vào những cái hard fork Nếu như mà có đồng mới thì các bạn muốn nhận được miễn phí đó thì thường các bạn chỉ tham gia khi mà các bạn đã có sẵn đồng đó trong tay rồi Tại vì các bạn thấy được những thông tin liên quan đến airdrop miễn phí, những đồng lớn như là đồng Spark hay là những cái hard fork lớn mà có thể dẫn đến là cộng đồng mới đó thì cái đồng mà các bạn cần phải có để nhận được hard fork hay là nhận được uh, cái airdrop á, thì những đồng đó đã được pump lên giá rất là nhiều. Các bạn nhìn vào tình hình của đồng XRP bây giờ đi các bạn thấy được là cái giá bây giờ là 0,62 cent. Các bạn nhìn vào cái tình hình trong vòng một tháng qua đồng XRP đã tăng lên 166% và nhiều người tin tưởng là lý do tại sao mà đồng XRP tăng con số này là tại vì cái thông tin là những người nào lưu trữ XRP sẽ nhận được đồng Smart miễn phí trên những cái sàn giao dịch mà hỗ trợ cho nên cho tới bây giờ thì đừng không có khuyến khích những bạn nào mà tham gia trò chơi này nếu như các bạn cần phải mua đó thì nguy hiểm sẽ càng cao hơn nếu các bạn có sẵn thì nhiên rất đơn giản các bạn muốn tham gia như là bạn thân thường cũng lưu trữ một số mà XRP muốn tham gia thì dừng gửi lên những sàn nào mà hỗ trợ mà thôi chứ nếu như các bạn cần phải đi mua bây giờ thì nếu như mà tới cái ngày mà snapshot thành công có nghĩa là cái ngày mà các bạn không cần phải lưu trữ đồng XRP nữa các bạn vẫn có thể được cái đồng spot miễn phí tại vì họ đã chụp lại những ngày mà đang lưu trữ XRP tới cái ngày đó đó thì giá có thể dẫn đến là đi xuống và cái giá của đồng spot các bạn nhận được á, cái đồng mới này cái giá thực sự của nó là bao nhiêu khi mà được đưa lên trên thị trường thì thực sự là không ai biết được cho nên đây là một cái điều rất là nguy hiểm nếu như mà các bạn thật sự là muốn mua đồng XRP để nhận đồng SPIKE đây là điều không khuyến khích đương nhiên các bạn có thể lựa chọn là mua hay là không mua tất cả chỉ vì một thông tin thôi Thì chỉ muốn chia sẻ với các bạn là thuận đang suy nghĩ như thế nào về cái airdrop này và cuối cùng thì câu trả lời của thuận là thuận chỉ tham gia vào những đồng XRP mà thường đã có sẵn hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy nói tới cái vấn đề liên quan tới tốc độ đào trên những mạng lưới như là của Bitcoin và của Ethereum thì các bạn thấy được chứ hết chúng ta nói về Bitcoin đi Thì các bạn thấy được là có những thông tin có thể các bạn thường hay thấy Nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những cái thông tin này Những cái thông tin như là độ khó đào của Bitcoin tăng mạnh hay là cái tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin Thì tăng đến mức kỷ lục như là các bạn thấy được là cái thông tin cách đây không có lâu Thông tin này cách đây 3 ngày đó chính là cái độ khó đào của Bitcoin đã đến cái mức kỷ lục gần như là đến mức kỷ lục thì khi mà mình nhìn thấy những cái thông tin này đó thì cái ý nghĩa của nó đó chính là khi mà các bạn thấy một mạng lưới mà có nhiều người tham gia vào đào như là Bitcoin thì càng nhiều người tham gia vào đào tốc độ đào nó càng nhiều hơn thì khi mà tốc độ đào càng tăng lên thì dẫn đến là độ khó đào cũng sẽ tăng theo đương nhiên không phải tăng một lúc mà các bạn cũng đã biết là khoảng chừng mỗi trung bình là khoảng 2 tuần thì độ khó đào sẽ điều chỉnh tùy theo tốc độ đào đó là lý tại sao một Bitcoin các bạn không thể đào nhanh hơn được hay là chậm hơn được mà trung bình trong thời gian dài hạn là khoảng 10 phút và các bạn thấy được là cái độ khó đào đã tăng lên gần mức kỷ lục cái đây 3 ngày có nghĩa là chúng ta có rất nhiều những cái máy đào đã tham gia vào đào Bitcoin. Tại sao thì các bạn có thể dễ dàng hiểu được là tại vì đào Bitcoin có lời thì nhiều người sẽ tham gia vào. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào những thông tin này thì có nghĩa là khi mà tốc độ đào tăng lên cái mức kỷ lục, khi mà độ khó đào tăng lên cái mức kỷ lục khi có nghĩa là đào Bitcoin rất là tốn kém Thường biết là có một số bạn thôi thường đào Bitcoin tốn bao nhiêu tiền Thực ra mà nói là không dễ dàng để thống kê những cái thông tin này Tại vì các bạn thấy được đào Bitcoin tốn bao nhiêu tiền Thì sẽ dựa vào là các bạn đào ở đâu các bạn đào quy mô như thế nào đương nhiên là quy mô càng lớn thì các bạn sẽ càng có được cái cơ hội lợi nhuận cao hơn tại vì quy mô lớn thì các bạn có thể là lựa chọn giống như là thay vì các bạn làm một cái phòng nhỏ đi đào vài cái máy nhưng mà các bạn vẫn phải có máy lạnh nhưng mà các bạn có quy mô lớn hơn thì có thể các bạn đào nhiều máy hơn nhưng mà máy lạnh thì cũng như đó mà thôi thì các bạn sẽ tiết kiệm được những cái số tiền như là tiền máy lạnh hay là tiền mặt bằng vân vân khi bạn đào quy mô nhỏ thì sống kém nhiều hơn cho nên rất là khó để nói được là các bạn đào bị con tốn bao nhiêu tiền và tùy theo các bạn đào ở đâu như là các bạn đào ở những cái quốc gia mà rất là lạnh thì đương nhiên không cần phải tốn kém nhiều tiền đổ vào lạnh như là những nơi như là ở Iceland hay là những cái vùng núi ở Trung Quốc thì rất là lạnh cho nên không cần phải có máy lạnh nhưng mà nếu các bạn đào một nơi nóng hơn như là Việt Nam thì đương nhiên là các bạn có thể phải sử dụng máy lạnh nhiều hơn nó sẽ làm tăng cái số tiền các bạn cần phải bỏ ra để đào được Bitcoin và một điều khác nữa thì các bạn phải nghĩ đến là nơi đó thì chính phủ có khuyến khích đào hay là có hỗ trợ những cái thợ đào hay không nhiều quốc gia thì khi mà đào bitcoin thì cái tiền điện tính cho đào bitcoin sẽ rẻ hơn cho nên những nơi đó thì có cơ hội nhiều hơn để có được lợi nhuận nhưng mà cuối cùng thì cái điều quan trọng thưa muốn các bạn chú ý đến đó chính là lợi nhuận thợ đào thật ra mà nói là một trong những cái yếu tố là bảo vệ mạng lưới bitcoin và cái thợ đào tham gia vào đào Bitcoin thì phần lớn là kinh doanh có nghĩa là họ đào Bitcoin ra chủ yếu để mà kiếm lời mà thôi chứ có thể là nhiều thời đào không có giống như là những người đầu tư mà muốn lưu trữ Bitcoin lâu dài các bạn thấy là sẽ có nhiều thời đào chủ yếu là nếu có lời thì họ sẽ đào và khi mà chúng ta thấy là cái độ khó đào tăng lên tốc độ đào tăng lên thì có nghĩa là cái chi phí đào nó cũng sẽ tăng theo và khi mà chi phí đào tăng theo thì thợ đào cần phải bán giá Bitcoin với cái mức cao hơn chứ nếu như mà không thì họ sẽ bị lỗ thì khi mà chúng ta thấy những cái thông tin mà độ khó đào tăng lên, tốc độ đào tăng lên thì một yếu tố tốt đó chính là đương nhiên mạng lưới Bitcoin sẽ càng vững chắc hơn, càng có nhiều cái máy đang hỗ trợ mạng lưới và bảo vệ mạng lưới hơn. Nhưng mà cái mặt khác mà có thể nhìn đó chính là những thời đào sẽ cần có cái giá cao hơn sẽ dẫn đến những cái thời đào khi mà giá xuống thấp đó thì những cái thời đào họ sẽ không muốn bán tại vì khi bán họ sẽ lỗ cho nên những thời đào sẽ dẫn đến là nếu họ có thể chống chọi được họ có chi phí để tiếp tục đào thì họ sẽ giữ bitcoin của mình cho đến khi nào cho đến khi mà bitcoin lên tới cái mức mà họ bạn cảm thấy là bán có lời thì lúc đó họ sẽ bán bitcoin với cái mức giá cao hơn là cái mức họ đào và đương nhiên khi mà các bạn thấy được là nhiều thợ đào đào với cái giá quá cao mà cái giá bitcoin quá thấp họ sẽ không bán dẫn đến là cái nguồn cung bitcoin trên thị trường sẽ giảm xuống và đương nhiên này sẽ dẫn đến là giá bitcoin sẽ tăng lên thì các bạn thấy là thợ đào đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đối với giá cả của bitcoin cho nên khi mà chúng ta thấy là một mạng lưới nào đó càng khó đào hơn, càng nhiều người đào hơn, tốc độ đào càng mạnh hơn thì chi phí đào sẽ cao hơn và điều đó cũng sẽ dẫn đến là giá cả có thể tăng vì cái lý do mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn. Thời đào thực ra mà nói là không phải là muốn cho giá đi xuống, nhiều người cho là thời đào xả hàng cho nên giá đi xuống. Thực ra các bạn là một thời đào đi, các bạn là một cái người mà kinh doanh cái xưởng đào thì các bạn có muốn giá Bitcoin đi xuống hay là không đương nhiên là không các bạn muốn giá Bitcoin đi lên để bán cho có lời cho nên nhiều bạn nói là thời Đào có thể là cùng bắt tay với nhau để mà làm hại mạng lưới Bitcoin thì về cái phương diện làm ăn thường cảm thấy là điều này hầu như là rất khó tại vì những thời đào không lý do gì mà họ bỏ quá nhiều công sức quá nhiều tiền đào bitcoin mà lại muốn cùng nhau đẩy giá bitcoin đi xuống tại vì khi mà đi xuống như vậy thì họ sẽ bị lỗ rất là nặng họ bán bitcoin ra không có đủ tiền để cho họ tiếp tục kinh doanh mướn mặt bằng trả tiền nhân viên Vân vân, đây là cái lý do tại sao mà mạng lưới càng khó đào, càng nhiều người đào thì trên căn bản sẽ càng tốt cho giá cả Thì chúng ta cũng thấy cái điều tương tự đã bắt đầu xảy ra với lại mạng lưới của Ethereum Đây là cái thông tin, cũng cách đây là không có lâu, các bạn thấy được là cách đây chỉ có 3 ngàn mà thôi Thì tốc độ đào ở trên mạng lưới của Ethereum đã tăng lên cái mức kỷ lục Thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào thông tin này thì nhiều bạn sẽ cảm thấy khó hiểu Tại vì chúng ta bây giờ đã bắt đầu kích hoạt Ethereum 2.0 Thì... Ethereum 2.0 là một cái mạng lưới là mạng lưới proof of stake như là mạng lưới cổ phần thì không có còn đào nữa, không còn proof of work nữa. Thì tại sao mà những cái thợ đào trên lưới của Ethereum họ lại muốn đổ nhiều tiền vào để mà đào Ethereum? Thì thực ra mà nói là các bạn nhìn vào cái tình hình nó xa hơn. Tuy là chúng ta bây giờ đã có Ethereum 2.0 bắt đầu giai đoạn 0 nhưng mà các bạn thấy là để hoàn thành Ethereum 2.0 thì thời gian có thể là tốn 2 năm. Có nghĩa là trong thời gian này, 2 năm tới đây các bạn thấy là cũng sẽ tiếp tục đào Ethereum khi nào thì mới khó đào Ethereum hơn thì cho mà nói là không ai biết được tại vì cái cập nhật difficulty bomb á, cái cập nhật bơm đầu khó đó đã bị trì hoãn nhiều lần và độ trình thu Ethereum cũng đã bị trì hoãn rất là nhiều lần cho nên không có chắc là Ethereum có thể có 2.0 hoàn thành trong vòng 2 năm có thể tốn nhiều thời gian hơn cho nên cái thời gian đào thì vẫn còn khá lâu và khi mà một nhà đầu tư một cái người mà kinh doanh họ nhìn vào tình hình của Ethereum bây giờ là giá đang tăng thì đào rất là có lợi tính theo là cái chi phí họ bỏ ra để mà đào thì không lý do gì mà họ không bỏ công sức ra đào bây giờ để kiếm được lợi nhuận có thể là họ nghĩ là đào nếu như mà chỉ cần đào được thêm 6 tháng nữa thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu thì họ chỉ nhìn vào cái phần trăm lợi nhuận mà thôi thì họ thấy là đầu tư vào chưa mạo hiểm là một điều rất là xứng đáng cho nên khi mà chúng ta nhìn vào những thông tin này thì cũng không có gì gọi là quá lạ khi các bạn thấy được là Ethereum sẽ rời khỏi cái hệ thống Proof Work hệ thống đào nhưng mà vẫn có nhiều người sẽ bỏ tiền vào đào tại vì họ chỉ cần lợi nhuận trước mắt mà thôi sau này khi team không cần đào nữa thì họ có thể dùng những máy đó để đào những đồng khác như là team Classic vân vân